Ngoài ăn uống đâu, mà toàn là giúp khách ở ngoài đâu. Ở đây cả nhà này, đấy. Đấy, mà thấy mấy cái quán hải sản nó không thấy đâu đấy. 20 đúng không chị nhỉ? Cảm ơn. À, dạ vâng, Hải xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn. Mình đã quay trở lại với kênh của Hải trong buổi tối ngày hôm nay nha. Buổi tối ngày 22 tháng 5 năm 2024. Hiện tại bây giờ là 8 giờ tối thì Hải đang có mặt tại phố ẩm thực Hồ Lý Ký. Và hôm nay thì Hải mời tất cả quý cô chú anh chị các bạn mình cùng vào bên trong phố ẩm thực Hồ Lý Ký cập nhật xem như thế nào nha. Đây thì phía trước mọi người có thể thấy là bên là tiệm bánh phô mai này. Bên này là trà dâu, trái cây này. Ở đây thì tiệm bánh tráng nướng các mọi người, cả du khách nước ngoài nữa. Vâng, thì đối với lượng du khách nước ngoài tới tham quan cũng như đi theo đoàn rất là đông nha. Mỗi tối tới với khu vực phố ẩm thực Hồ Lý Ký thì bây giờ mình sẽ đi vào trong xem tình hình như thế nào. Ở bên này là bánh tráng nướng mọi người, chị nướng bánh tráng mà đeo mà hàng ghê quá. Ở bên này là bán phá lấu bò 68. Đấy, thì vào bên trong thì mọi người có thể chơi ném bóng đây, ném bóng là có thưởng nha. Đấy, phi tiêu trúng thưởng tại khu vực này. Bây giờ mình xem vào bên trong, có vẻ là ngày hôm nay hơi vắng khách. Thì hôm nay mới thứ tư thôi, trúng thưởng tại khu vực này là đông khách chất, vẫn là vào cuối tuần, thứ bảy và chủ nhật. Ôi, có cái tiệm này bán đồ có vẻ là rẻ không nhiều này. Đây này là bánh cá, rẻ mấy cái tiệm bán hải sản đây rồi. Nhìn có vẻ là vắng khách. Đây luôn, bên này thì có bán nướng, bán nuôi mọi người này. Đấy, cũng thấy là mọi người ngồi ăn uống cũng khá là đông đây. Có cả tôm hùm này. Rồi các cái đồ hải sản cũng nhiều. Đây, nhìn cũng đa dạng mọi người. Hàu hấp này, 50.000 một kg này. Sự nhiều đấy, nhiều ăn mà hôm nay vắng hết luôn. Ôi giời ơi, sao mà vắng cái mức độ này không biết đấy. Tôi thấy mặt bằng nhà quay đâu. Ồ, lại đấy. Ôi, bên này là chả chanh 15.000 này. Hôm nay vắng kinh khủng luôn này. Bánh khọt này. Ở bên này cũng có quầy bán hải sản này, không người ta không bán luôn. Thật sự hơi bất ngờ mọi người. Ở bên này bán cũng khu vực hải sản này. Đấy. À, bên này đông này. Góc này ngoài ăn uống đông, mà toàn là du khách nước ngoài đâu. Ở bên này nữa. Ồ, bên này là theo top mọi người. Hàng quán bán ít nhưng mà người ăn thì khá là đông này. Đấy, không được khách nước ngoài đâu. Bên này nữa. Bên này có bán kem này, rồi bán đây. Trên một chai Coca đi chị. À, chơi Pepsi đi. Hôm nay sao hàng quán vắng vậy chị? À, mà sao thấy mấy cái quán hải sản không thấy đâu đấy. 20 đúng không chị nhỉ? Được.
Rồi, em cảm ơn. Hôm nay là ngày ăn chay nên là mọi người cũng hạn chế buôn bán. Hôm nay đúng là hôm nay ngày 15, lễ Phật Đản. Đang ghê luôn, bên này nướng. À, sao vâng, thì Hải mời cả nhà mình uống nước nhé. Đây, 20.000 một ly. Cái này nó có vẻ nó chưa đồng đã cho lắm. Cái này dầu dầu mực. À, thì xuống bên dưới này có vẻ là nhộn nhịp mọi người. Bên dưới này thì bán đa dạng là đồ ăn vặt này. Cái này là bánh tráng. Đấy, các loại bánh tráng khác nhau luôn này. Mình sẽ đi ra dạo một vòng và lát nữa sẽ lên mua ăn thử một số món đấy mọi người. Ở đây thì những cái món đồ ăn vặt khá là ngon. Đây là cái món khoai lang hồng bóng này. Đấy. Thì có vẻ là người bán thì ít nhưng mà người mua thì lại nhiều. Toàn theo tour du khách nước ngoài thôi. Đã đi theo ăn uống. Đây là xúc xích nướng đá là 18.000 một cây. Đấy, hôm nay ngày rằm, mình đi đúng cái ngày. Hôm nay ngày rằm nên hơi vắng người bán. Ai đứng ngoài đâu, người ta đang ngồi ăn kem bơ. Ở bên này là tiệc sư đứng Thái này cũng không có khách. Ở bên này cái món gì vậy? Bánh mì à? Bánh mì bánh bơ. Món này chứ sao bóng mềm mày. Đi dạo một lát là mình sẽ quay lại và mua. Các món bánh mì nướng bơ này ngon đấy. Anh các bạn ơi, kem bơ đi bạn ơi. Tao ơi, không có kem đấy bạn. Cái bơ đây. Ở thì cũng gần là hết mọi người, xuống bên dưới này khoảng 50m nữa là hết rồi. Ôi, bên này ngồi đông, toàn là khách nước ngoài thôi. Ở khu vực này thì bán cái đồ linh tinh mọi người. Đấy, tạp hóa. Ở đây có món nấm đùi gà nướng nghe nhìn khá lạ nha. Thì tới đây cũng là hết mọi người này. Tới khu vực này là hết rồi. Bên này là ra cái chợ. Mà chợ thì người ta chỉ buôn bán ban ngày thôi. Đấy. Ở đây thì bây giờ mình sẽ quay lên nhá. Nên nếu mà thích cái món gì thì mình sẽ mua luôn và thưởng thức. Đúng như mày ngồi đi ạ.
Đây bán món gì? À đây bán kem mọi người. Kem. Để đi mình ghé vào đây mua ổ bánh mì mọi người. Chưa có 2 miếng đi con. Bánh mì này bánh mì nướng sa tế rồi con. Sa tế muối ớt. Xong. Rồi. Và 4 miếng bánh mì của con có luôn. Còn 2 miếng bánh mì. 2 miếng bánh mì, gì nữa không cơm? 2 miếng mì gì nữa không? Thôi vậy đấy con. Rồi 2 miếng mì cơm. Rồi 4 miếng mì cơm. Em bơ đi em chịu đi. Anh vô đây ngồi đi em, kem bơ vô nhà ngồi đi em gái. Bánh mì nướng chắc chắn nướng kem bơ đi em. Bánh mì nướng mà đây ngồi đi em gái bòi lớn nè em. Mấy người em? Bánh mì cho con 5 miếng cơm. 2 miếng. Thôi, khoan anh 10 ngàn. Cái cầm đó thì lát nữa. Ăn đây vô ngồi đi con. Đây con cứ ngồi đằng nào được đó. Ở đây ngồi thoải mái ngồi ăn đi con. Bánh mì đi 5 ngàn miếng con ơi. Bánh mì đi con 5 ngàn miếng con. Ăn thử đi. Ăn với bạn em bơi bạn ơi. 5 ngàn miếng ăn thử đi con ơi. Một ổ mì full topping đúng không? Em một miếng. Một miếng bánh mì full topping như vậy cho con. Ở đây cả nhà này, đấy. Khá là hay, không biết được có ngon không. Thì mình đi lát nữa mình sẽ ra kia ngồi ăn thử xem nào. Đấy nhìn cũng hay. Đấy. Xem còn cái món gì đó, mình mua tiếp. Món gì hay kia, lạ lạ. Hôm nay có món bánh mì này hơi lạ. Trong này thế mà nó cấm xe, cho xe máy chạy vào thì hợp lý. Chứ cho xe máy đi vào nhiều khi thì nó hơi bất tiện một xíu. Kiểu như mình đang đi bộ, đi lại nhiều mà có cái xe đi vào. Ở đây nó không có cái thực giác nữa. Nếu mà đây mà có một số thì đã cho mình kiểu uống xong, mình ăn xong mình bỏ mà nó tiện hơn rất là nhiều. Ở lên trên này xem là máng gì đó.
sẽ là mũi bánh tráng này. Đấy. Này bao tiền quá? 10 ngàn. Đấy là cái bọc. Đây mọi người, nhiều loại, trộn sẵn không có này. Lại nhà lại tí tiền rồi con 90 cho con thư khoản với ạ. Cô ơi, kiểm tra giùm con này. Rồi, cảm ơn cô. Rồi, con xin ạ. Đây, mua ít bánh trắng trộn này. Cuối tuần này thì hãy về. Đấy, là tuần sau thì phải quê thì mua cho vợ luôn. À, này không biết có thưởng thức được cái món bánh mì không này. Đấy, cũng hơi vất vả này, cầm hơi vướng vướng. Anh ngồi ăn uống đồng. Đấy, mọi người thấy tại bên xe này rất là đông nha. Đấy, khu vực này ngồi ăn uống những cái món hải sản, đồ nướng. Thì mình tới đây là cũng gần hết luôn. Hôm nay người ta mở bán ít hơn so với hôm. Mà hôm thì bán đông nhộn nhịp hơn. Hôm nay là người ta kêu ăn chay á, nên người ta cũng ít. Đây, hôm nay mua linh tinh là hết 100 ngàn. Đây còn khu vực này mọi người thấy này, bên này thì cũng nhiều hải sản đấy, đa dạng. Đây, có mấy bạn chị. Đây có mấy khách hàng này, thấy cũng khá là xinh. Đấy thì mọi người có thể ghé khu vực này để ăn luôn, có cả chứa hàng nha. Menu có cái chứa hàng luôn này, đấy, nướng mà. Mọi người tới đây chắc là Hải xin phép được dừng video clip ở đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và các bạn đã đồng hành cùng với Hải. Và hẹn tất cả mọi người ở một video clip tiếp theo nha.